Thưa quý vị và các bạn, cùng với các sở ban ngành, cơ quan đơn vị địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, tập thể cán bộ công nhân ngành than cũng đang ra sức thi đua lao động sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc, đóng góp hơn nữa vào tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Ghi nhận tại công ty tuyển than Hòn Gai. Năm 2023, công ty tuyển than Hòn Gai được Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam giao mua 11.683.000 tấn vào sàng, 4.006.000 tấn than sạch sản xuất, 3.944.000 tấn tiêu thụ, 11.621.000 tấn. Đây là năm đầu tiên công ty được tập đoàn giao mức sản lượng than hầm lò cao nhất từ trước đến nay. Với tinh thần kỷ luật và đồng tâm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn thể cán bộ công nhân, ngay từ đầu năm, công ty đã yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa mọi nguồn lực, tổ chức ra than đạt hiệu quả cao nhất trên cơ sở đảm bảo an toàn, kỹ thuật, chất lượng, chủ động nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ nhằm giảm thiểu tối đa sử dụng sức lao động vào các công việc nặng nhọc và giảm nguy cơ mất an toàn lao động. Nghề mỏ là nghề công nghiệp đặc biệt, từ người lãnh đạo với thợ, thợ với thợ, dây chuyền này với dây chuyền khác phải có sự liên kết, mối quan hệ mật thiết với nhau nên đòi hỏi ý thức kỷ luật cao, hình thành bản chất giai cấp công nhân. Do đó, công ty đã kêu gọi sự đồng tâm nhất trí của tập thể người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. Với giải pháp trọng tâm là tập trung sản xuất có hiệu quả, huy động tối đa thời gian sản xuất hữu ích, giảm thiểu các công việc phải làm đi làm lại, làm đến đâu chắc đến đó, không lùi bước nản lòng trước những khó khăn thử thách theo phương châm của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam năm nay là khó khăn gấp đôi, nỗ lực gấp ba. Sau khi nhận được cái kế hoạch sản xuất của công ty giao cho đơn vị, thì tất cả các cán bộ và công nhân viên trong đơn vị rất là hăng hái, sôi nổi và thi đua. Ngay từ những ngày đầu xuân thì đã làm việc rất là sôi nổi về những công tác như nhập than, xuất than tại đơn vị. Mọi người thường xuyên là trao đổi và làm việc bàn với nhau những cái cách thức và sản xuất hiệu quả nhất để làm sao mà tăng được cái hiệu quả sản xuất tối đa. Với tinh thần kỷ luật đồng tâm cùng phương châm làm việc trách nhiệm, thân thiện, sáng tạo, kết thúc nhiệm vụ sản xuất tháng 1 năm 2023, than mua đạt 749.000 tấn, than vào sàng là 295.000 tấn, than sạch sản xuất là 292.000 tấn, than tiêu thụ 741.000 tấn, thu nhập bình quân của công nhân viên chức lao động đạt gần 9 triệu đồng một người mỗi tháng. Nhận định tình hình thời gian tới, nhu cầu than vẫn tăng cao, lượng than dự trữ không nhiều, những thách thức do chi phí đầu vào sản xuất tăng, các dự án đầu tư khó khăn, thiếu nhân lực sản xuất hầm lò, công ty tuyển than Hòn Gai tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo đáp ứng than cho nền kinh tế. Trong cái thời gian tới đây ấy, thì cái nhiệm vụ chính của chúng tôi vẫn là nhập than mỏ, rồi nhập than nhập khẩu về tổ chức pha trộn chế biến và tiêu thụ. Thành ra là chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực và phối hợp một cách chặt chẽ hơn với các cái đơn vị sản xuất trong vùng, rồi với công ty kho vận Cẩm Phả để mà tổ chức tiếp nhận cái than sản xuất trong nước cũng như là than nhập khẩu đưa về các cái kho bãi của chúng tôi để tổ chức sàng tuyển, pha trộn, chế biến rồi là bốc rót tiêu thụ qua khu vực cảng Lạc Khánh để đảm bảo làm sao mà sẽ hoàn thành cái kế hoạch của tập đoàn giao. Bên cạnh đó thì cùng với công tác sản xuất thì chúng tôi sẽ luôn luôn phải chăm lo cái công tác đảm bảo an toàn cho quá trình sản xuất cũng như bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, lãnh đạo tuyển than Hòn Gai đã chuẩn bị kỹ lưỡng xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, bám sát vào những định hướng chỉ đạo của ban lãnh đạo tập đoàn để chinh phục thêm những mục tiêu mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và chắp cánh cho vị thế của tuyển than Hòn Gai ngày càng vươn xa.